ngân hàng Sacombank, địa chỉ 233 Khánh Hội, quận 4. Quay trở lại với kênh âm thanh của công ty âm thanh Dario. Thì trong số lần này, mời các bạn chúng tôi cùng nhau bàn ra một đại tràng âm thanh cho ngân hàng Sacombank tại đường Khánh Hội, quận 4, địa chỉ 233. Thì cấu hình của chúng tôi đang bàn ra lắp đặt ở đây thì trước hết là tủ máy. Với một tủ máy chúng tôi tư vấn là một cục đẩy 4 kênh Cadico T4.8. Dạ, đây là, xin lỗi các bạn, vừa rồi hiện tượng báo cháy của ngân hàng đang hoạt động. Đây là cục đẩy 4 kênh thương hiệu Fedico, hai bộ micro không dây thương hiệu SK Acoustic và một thiết bị xử lý DRS 260, một đàn mixer cơ analog cho âm thanh rất là chắc, khỏe và sạch sẽ, đó là Sauerlab EFX 8. Và tiếp đến chúng tôi sử dụng 4 loa full toàn giải 30 treo xung quanh cho 4 góc trên và dưới, cộng với nữa là súp điện tôi lấy tín hiệu trực tiếp từ đài mic mixer xuống. Tôi sẽ khui ra một cái loa cho các bạn nắm được cái dòng loa chính của chúng ta này. Đây là một dòng loa cực kỳ là cao cấp cho chất âm mượt mà tinh tế, rất phù hợp với cả bộ sườn âm thanh sân khấu chuyên nghiệp. Dòng loa chính hãng, đây là bao bì của sản phẩm được đóng gói rất là cẩn thận. Đó, các bạn có thể theo dõi được là nó bao bì rất cẩn thận. Cùng chúng ta chiêm ngưỡng, đây là một cái mẫu loa rất đẹp. Với những cái thiết kế và chất âm vô cùng là mạnh mẽ và tinh tế. Đây là thông số của dòng sản phẩm các bạn nhé. Thương hiệu Motivity, mã hiệu PV12, cho công suất là 300W, đánh ở chế độ 8 ohm, công nghệ của Italia. Đây là một dòng loa cực kỳ là cao cấp. Một lần nữa các bạn chiêm ngưỡng lại dòng loa này. Vâng, thì mọi thông tin chi tiết các bạn liên hệ tới công ty chúng tôi để có được cái tư vấn cấu hình âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp nhất cho hội trường của cơ quan của bạn. Vâng, xin chân thành cảm ơn.